Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đại tú xin kính chào quý ông bà cô bác và toàn thể chị em. Thì tiếp tục chương trình làm chân dung Tam Bảo. Thì hôm nay đại tú cùng với anh Bảy tiếp tục làm chân dung Tam Bảo để hộ cho quý đồng đạo mình. Thì giờ này đại tú đang cắt chữ lục tự Di Đà nha. Thì sáng giờ thì cắt khuôn. Cắt đây nè, đây là tấm cái khuôn để chữ lục tự Di Đà vô nè quý vị. Đây là miếng Nam Mô Di Đà Phật chữ lục tự đây nha. Đây là vô khuôn. Đó. Thì Tam Bảo chuyên dung làm tiếng này để hộ xuống dưới hậu giang 30 bộ. Cũng làm tiếp thêm 10 bộ nữa để cho ban di sự sẽ tăng lập. Lúc này bệnh dịch khó khăn cho nên là anh em có số thì cũng đi làm, về cũng có người đi làm chị từ thiện công việc khác đó, cho nên có hai anh em làm 30 bộ mà bữa nay 3 ngày rồi, 3 ngày mà làm vẫn chưa xong, chắc cỡ nửa đường à. Thì 30 bộ đó thì tổng số chân dung đức thầy đó thì 60 ảnh, 30 bộ thì 60 ảnh, 30 tấm cụ quyền thất tổ, 30 tấm trần già, 30 tấm lục tự Di Đà, là cộng lại hết á là coi 3, 6, 9, 12, 15, 150 khuôn, 30 bộ cộng lại là 150 khuôn, 150 khuôn đó. Một bộ đó, nó gồm có 5 khuôn, là một khuôn cử quyền, một khuôn chàng già, 2 khuôn chân dung thầy và 1 khuôn lục tự Di Đà. Thì 5 khuôn đó, 5 khuôn thì tính ra cái số lượng mà mua đồ vật tư vô để mình làm đó thì tương đối hơn 300 ngàn, hơn 300 ngàn. Mấy ngày dài cũng có những cô bác anh chị em ở vùng xa điện lại hỏi đại tú coi có ship chân dung đức thầy tới chỗ được không. Thầy tú cũng trả lời cho quý đồng đạo đó biết là chân dung thầy không thể nào ship được, tại vì khi mà cái người ship đó người ta không biết cách để chân dung thầy, nhiều khi người ta để dưới thấp hoặc giả là người ta để dưới mà những cái vật vừa đồ dụng khác, giả là người ta đi lên thì rất là tội. Thầy là Phật cho nên là mình tôn kính thầy, cho nên không thể nào mà mình ship cho đồng đạo được. Như mới hồi đêm hôm 9 giờ có một vị hậu gia, có một vị đó ở tỉnh Hậu Giang ở ngã bảy, thấy làm cho gia đình họ nguyên một bộ chân dung Tam Bảo, con bộ lớn á, rồi ship xuống dưới cho họ, ship xuống dưới cho đồng đạo đó. Thì đại tú cũng nói bây giờ nếu mà cô bác anh chị em mình có đặt á, thì đại tú làm
Nhưng mà có điều là ship để Tú không có ship. Nếu có điều kiện thì đi lấy, còn nếu không có điều kiện thì để Tú đem đi giao cũng được, chứ không có gửi đường ship được. Thì vì đồng đào đó nói là vì nếu gì cũng được thôi, để họ sắp xếp lại rồi họ cho mình cái kích thước thì mình sẽ làm sao. Và có vị đồng đạo cũng ở ngã 7 nữa, Phụng Hiệp á, cũng muốn thỉnh chân dung thầy số lượng nhiều để về hầu để cho bà con mình ở dưới ngã 7 thỉnh. Nhờ cũng kêu ship đó, để Tú nó ship không được thì để dịp nào đồng đạo đi núi thì ghé ngay đây đầu đồng đạo đó đấy. Thì cũng có một sư huynh ở Tiền Giang nữa tên Cọp, quân ấy cũng nói chung là quân ấy cũng hâm mộ đạo Phật giáo Hảo đó. Quân ấy cũng đặt một chân dung thầy, một cái tấm chân quyền và một tấm lục tự Di Đà. Đầu tiên thì anh ta cũng kêu là ship lên cho ảnh nha. Rồi để Tú nó cũng ship không có được. Thôi để dịp nào anh đi núi đó ghé hàng này thỉnh, anh em ngồi uống trà bàn đạo rồi tâm sự đồ khuyến tấn nhau tu hành. Để Tú cũng thông qua với quý vị nha. Thì chân dung Đức Thầy cũng như là ngôi Tam Bảo và lục tự Di Đà đó, thì riêng bản thân Đệ Tú thì không có lãnh cái vấn đề mà ship nha. Nếu mà cô bác chị em mình nó có làm thì đến đây nhận, với thêm cái nữa là cũng căn dặn với đồng đạo mình luôn là chúng ta nên kỹ vấn đề này, cố gắng làm sao mình sức cái công mình đi một hai ngày gì đó cũng không sao, nhưng mà đừng nên để đồ ship, tại vì mình đưa đi ship đó là quý vị đó người ta để không tôn trọng ngôi thờ cúng với của quyền Tam Bảo với ông thầy đó thì không hay cho lắm. Thì qua Tết lại bắt đầu làm chân dung Tam Bảo lại, hiện tại giờ ta đặt cũng đây ra lại nhóc cho rồi. Thì cũng thông báo lại với quý đồng đạo mình ha, thì để Tú làm chân dung Tam Bảo đó thì cái số lượng mà thỉnh một hai bộ á thì Tú sẽ cố gắng vận động tiền để làm để cho hỗ trợ một hai bộ, còn như làm số lượng nhiều á 10 bộ 20 bộ 30 bộ trở lên á thì cái gì chúng ta cũng ủng hộ tiếp đặng để Tú có kinh phí làm. Và thêm cái nữa là nếu mà làm thượng ngôi thờ mà chân dung thầy lớn uy tín rồi đó thì sẽ lấy cái số tiền mình mua đồ lại, như hình uy tín lấy lại nè, đèn led rồi nhôm rồi đó thì sẽ lấy tiền lại, mình sẽ lấy số tiền đó lại đang tiếp tục làm cho đồng đạo khác nữa. Trên cái sự tu hành đó quý vị thì rất quan trọng ở nơi chỗ mà mình trang trọn ngôi thờ cúng cho tâm thất, tại vì có cái phần tướng nó mới trợ được cái tâm. Thì nơi ngôi thờ mình nó tâm thất rồi đó thì chương trình mình tu tập nó cũng có một cái có cái sức tinh tấn.
Nhưng mà chỗ thờ cúng thì thầy đã dạy rồi, nên thờ đơn giản cho lòng tin mừng, cho lại tâm hồn hơn là sự hào nhoáng bề ngoài. Thì nghi thức của đạo Phật giáo Hòa Hảo thì chỉ có ba ngôi thờ cúng thôi. Một là ngôi Cửu Huyền, hai là ngôi Tam Bảo, ba là Bà Thông Thiên. Thì trên ngôi Cửu Huyền thì mình trang trọng một tấm tranh Cửu Huyền Thất Tổ. Còn lên ngôi Tam Bảo thì mình có miếng trần già dưới chân dung Đức Thầy. Còn Bà Thông Thiên thì mình trang trọn ở ngoài trời, tức là Bà Thông Thiên dưới Lương Hương. Ngoài ra thì không có hình tướng gì hết. Tại Tam Bảo trong nhà là tượng trưng cho Tam Bảo thế gian, còn Tam Bảo còn Bà Thông Thiên á là tượng trưng cho Tam Bảo xuất thế gian. Ở trong nhà là tượng trưng cho sự, mà ra ngoài á Bà Thông Thiên á đại diện cho lý. Nên chương trình của Đức Thầy dạy thì học Phật tu nhân. Thì tu nhân á thì mình đối với tứ ăn á, thì trong đó có ăn Cửu Huyền Thất Tổ, ăn tổ tiên cha mẹ đó. Thì đại diện cho phần tu nhân. Còn học Phật á, học Phật cũng như là tu Phật đó gì. Thì mình có thờ ngôi Tam Bảo và Bà Thông Thiên đó. Thì đại diện cho chương trình mà học Phật tu nhân thì hàng ngày mình tu tập, mình lễ bái để trưởng dưỡng cho cái tâm linh của mình, để hàng ngày mình nuôi cái hạt giống Bồ đề cho nó càng ngày càng lớn lên, cái tâm từ bi mình nó càng ngày nó càng rộng ra, lòng tình thương của mình nó càng ngày nó càng phủ kính hơn, để mình tu có một cái kết quả đạt trong hiện tại cũng như là tương lai, được an ổn, được tự tại an vui. Hầu như là những cái phần mà trước giờ Đại Tú chia sẻ với quý vị đó thì cũng nói tới nói lui thì cũng chỉ có nhiều thôi, cũng có nhiều thôi. Tại vì cơ bản là hai thời công phu mà người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo của mình á là phải giữ. Thầy nói là sớm chiều bình đẳng chớ lơi, thường hành như vậy nhớ lại đường sai, hay là sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được tòa chương dự kế. Còn trong cái lời của Đức Phật Thầy Tây An thì việc chi dù quá cần cù á cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Cho nên là hai thời lễ bái chúng ta giống như là mình cúng để mình trưởng dưỡng được cái mặt tâm linh, và hai thời công phu lễ bái nó cũng có thể là đền trả được tứ đại trong ăn đó quý vị. Tại vì mình tu á là tự dồi mài cái thân tâm, mà mình cầu á là nhờ tha độ của Đức Phật, mà trong cái nhờ tha độ cho thân mình á, bên cạnh đó mình cũng còn nhờ cái tha độ cho Cửu Huyền Thất Tổ, ông bà cha mẹ. Tại vì trong cái bài mà Tây Phương Cúng Nguyện đó, thầy nói, thầy dạy là Nam Mô Nhị Nguyện Cầu Cửu Huyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh, tức là mình cầu cho Cửu Huyền Thất Tổ mình được giảng sanh cực lạc thôi gì. Còn Tam Nguyện Cầu thì dạy là Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Long Phước Thọ, tức là cha mẹ mình còn tại gia đó, tại nhà còn sống đó, thì cầu cho phước thọ được sống lâu. Còn cha mẹ quá khứ á, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương, tức là cha mẹ qua đời rồi đó, quá khứ là hiện hiện kiếp và nhiều kiếp, tức là cha mẹ ở hiện hiện tiền
cha mẹ ở kiếp này, cũng như cha mẹ của Đệ Tú hiện tại bây giờ là đã mất rồi thì là kiếp này, nhưng mà bên cạnh đó còn cầu cho cha mẹ là nhiều đời nhiều kiếp lúc đó, lúc trước nữa, tức là từ hồi vô thủy đến nay, từ lô vô thủy lâu xa đến nay, thì tức là cha mẹ quá khứ là không có chỉ riêng là cha mẹ ở hiện tại này, mà cha mẹ là nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên là thầy dạy nó là cha mẹ quá khứ vãng tây phương, tức là cha mẹ hiện tiền và cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, được được trực vãng tây phương, tức là được được thẳng về khỏi tây phương cực lạc đó. Thì cái hai thời công phu lễ bái là đền trả được tứ đại trong ăn, mà trong khi trong đó là ăn tổ tiên cha mẹ là đứng đầu, rồi tiếp theo đó là ăn đất nước. Ăn đất nước thì tại sao mà cúng lại mà đền được trả được ăn đất nước, tại vì mình thường mình cầu cho mưa hòa gió thuận, tại vì Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Phổ độ chúng sanh là trong đó là chúng sanh là trong cõi Ta Bà này là chỉ chung là đồng bào nhân loại luôn đó, thì cho nên là nó kiêm hết tất cả những, nói chung là ăn đất nước rồi luôn những cái thế giới luôn, tức là độ cho Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh là trong đó là gồm tất cả. Rồi đền ân Tam Bảo, đền ân Tam Bảo tại sao mà trong cái cúng đại mình được đền ân Tam Bảo, thì ân Tam Bảo đó là Tam Bảo là Phật Pháp Tăng, thì Phật Pháp Tăng này khai mở trí óc chúng ta được sáng suốt, được minh mẫn để chúng ta nhận định được đâu là khổ, đâu là vui, nhận định được đâu là nơi là an vui tự tại, đâu là chỗ là gọi là ta bà khổ não. Thì Tam Bảo đã khai mở trí óc cho ta được minh mẫn, được thấy đâu là tội phước, đâu là nhân quả, đâu là luân hồi, đâu là vô thường, đâu là bất tịnh, đâu là vô ngã, thì mình có đầy đủ trí tuệ. Thì mình phải nhờ ơn Tam Bảo, nhưng mà để đền ơn Tam Bảo thì trong cái một cúng đại thì chúng ta đền ơn Tam Bảo là chúng ta vừa cầu cho cụ Quyền Thất Tổ, cầu cho đất nước rồi phải không, giờ chúng ta sẽ cầu cho Nam Mô Nhất Nguyện Cầu là Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng nè, Liên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi, Phật Dương Trị Chúng Thế Giới Bình An, Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Thì cầu cho Đại Hội Long Hoa sớm mở, cầu cho Đức Minh Dương sớm đặng trở lại đặng độ chúng, cho đất nước được thái bình. Rồi và trong bài trong đền ơn Tam Bảo thì trong cái tứ nguyện cầu, thì tứ nguyện cầu bá tánh vạn văn từ tâm bác ái giải thoát mê ly, thì cầu trong cái một cầu này đó thì cầu cho tất cả bá tánh đó được khởi lòng từ bi bác ái, tu tập được giải đi cái chỗ mà khổ đau của ta bà, tức là giải thoát mê ly, tức là thoát đi chỗ ta bà khổ đau mà lìa mê, tức là mê ly là mê á, là sự mà vô minh, còn ly là lìa mê là mê ly, tức là lìa cái gọi mà vô minh khổ não này. Thì cầu sao cho chúng sanh phát tâm tu hành, cầu sao để cho chúng tâm được tu tập để mong được thoát khổ. Thì đó là trong cái nguyện thứ tư, tôi cầu cho tất cả những bá tánh vạn văn được khai mở cái tâm bồ đề rộng lớn, tức là bác ái là tình yêu thương rộng lớn, là chỉ do sự tu tập đó gì, nếu mà có tu tập nó mới lìa được cái mê ly, mới được thoát đi cái sự khổ.
thì cầu làm sao để cho chúng sanh trở lại con đường tu hành, cầu làm sao cho chúng sanh được giác ngộ chân lý của nhà Phật, thấy biết được đường mê, thấy biết được đường giải thoát an vui. Thì trong cái bài Tây Phương Ngũ Nguyện, thì trong cái nguyện thứ tư đó, tức là cầu cho bá tánh vạn dân được trở về con đường tu hành, giác ngộ được chân lý, để hầu để lìa nơi cái chỗ mà khổ đau cùng cực này. Rồi cuối cùng thì cầu cho cuối cùng là ngũ nguyện cầu là Phật Tổ Phật Thầy đó, từ bi xá tội đệ tử, là tiêu tai tịnh sự trí huệ thông minh giai đắc đạo quả. Thì cái chăn chỗ mà cái ngũ nguyện cầu này mới là cái chăn chỗ mà cái chánh đền ơn tam bảo. Tại vì cầu cho làm sao cho đệ tử được tiêu tai mà tịnh sự, mà đạt được chăn chỗ mà trí tuệ thông minh đó, thì chăn chỗ này nếu mà cái người mà đạt được chỗ mà trí tuệ thông minh đó thì sẽ chứng đạo. Tức là nếu mà cái người mà đã tu mà đạt tới chỗ mà trí tuệ thông minh rồi thì người đó sẽ được chứng đạo, tức là giai đắc đạo quả. Thì cái người mà được giai đắc đạo quả thì người đó là mới là chánh nhân, cái người đó là được đền ơn tam bảo. Tại vì cái người mà đã đạt được cái đạo giải thoát rồi đó thì cái ân tam bảo đó, người đó chính thống là người đó được được đền ơn tam bảo. Tại vì hiện tại chúng ta tu tập thì chúng ta cũng đền ơn tam bảo, nhưng mà không bằng cái người đã giải thoát. Cái người giải thoát rồi thì đền ơn tam bảo rất là, một là dễ, hai đó là thầy nói là nhân chỗ mà điều văn cấm thứ 8 đúng không vậy? Nếu ai giữ chọn lành chọn sáng về nơi cõi Tây Phương an dưỡng, học đạo cho hoàn toàn để trở lại cứu giới chúng sanh, thì những người nào mà trí tuệ thông minh giai đắc đạo quả rồi đó, thì những người này đó thì sẽ trở lại cứu giới chúng sanh. Thì cứu giới chúng sanh là cái mục chính đó, là để cứu độ chúng sanh, nhưng mà bên cạnh đó cũng đền cái ơn, đền ơn tam bảo. Tại vì trong cái mục tâm ăn tam bảo, mục sau cùng đó, Đức Thầy cho biết là nên bổn phận chúng ta phải noi theo trí đức của tiền nhân, hầu làm cho trí tuệ được minh mẫn, đang đi đến con đường giải thoát, gắn dắt dùm kẻ xa cơ. Nhất là phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh, như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sau nữa. Thì nếu mà người đó tu tập mà được chọn lành chọn sáng mà được đắc đạo đó, thì một là không phụ công ơn của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã khai sáng đạo Phật, và không phụ công ơn của các bậc tiền bối, các vị tiền nhân đã dày công nghiên cứu, đã cố gắng làm sao giữ được cái mối đạo. Tới ngày hôm nay chúng ta có một cái di sản, có một cái nền tôn giáo, có một cái đường hướng nó rành mạch, có được những cái mà chúng ta nương theo để tu tập. Thì nếu mà chúng ta trả được cái ăn tam bảo á, thì chúng ta mới đền được cái ơn các vị tiền bối, mà đền nhất là cái ơn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã khai sáng đạo Phật. Và bên cạnh đó thì đối với ơn của Đức Thầy để hoằng pháp độ sinh đó, thì cái ơn nó rất là nặng, rất là lớn. Bởi vì thầy nói là trao thân phận rạng danh hiếu đệ đó, thỏ già thầy nó trốn mi rồng. Cho nên là cái hai thời công phu lễ bái đó là cũng thấy có thể là đền trả được tứ đại trong ăn. Mà nói về lý, nói về sự thì cũng lại để đền trả, nhưng mà trở lại phần lý đó, thì cái người muốn đền trả được tứ đại trong ăn, người đó phải tu tập, nhất định là phải tu tập. Tại vì nguyện là một lẽ, tức là nguyện là nói về sự ha, nhưng mà hành mới nói là trở về lý, tức là làm sao để đền ơn của Quyền Thất Tổ. Mình nói suông thì cũng không được, đó là sự thôi, nguyện là sự, nhưng mà trở lại phần lý là chúng ta phải làm sao lập thân hành đạo, gian danh ư hữu thế, dĩ hiển kỳ phụ mẫu, hiếu chi trung giả. Tức là chúng ta lập cái hạnh nguyện để chúng ta tu tập, để cái tiếng thơm cho đời, thì cái người đó đó
đi tới đâu người ta cũng nhắc tới ông đạo đó, ông tu tướng hạnh trang nghiêm và tu hạnh rất là tốt, ai ai cũng được nhờ, cũng được hưởng được cái ân đức đó. Thì cái việc mình tu tập mình để tạo cái danh tiếng cho đời đó, thì cái đó là cũng là đền trả được cái hiếu, cái đó là Đức Khổng Tử dạy. Cái nguyện trước bàn thờ của quyền, nguyện trước ngôi Tam Bảo, nguyện trước Đức Phật đó, thì đó là cái nguyện đi cầu tha lực. Nhưng mà bên cạnh đó mình tự lực là sao, tức là về phần lý đó thì chúng ta phải hành mới được. Mình hành là sao cái gì, hành là mình hành là mình tu mình trau sữa đó cái gì, hành là tu là trau sữa. Ví dụ như chúng ta còn có gì đó gọi là nó còn mê bụi, chúng ta trau sữa lại cho nó sáng suốt lên. Chúng ta làm điều gì sai đó thì chúng ta sửa lại cho nó được hoàn thiện. Giờ chúng ta còn những điều gì xấu ác đó, thân khẩu và ý đó, chúng ta còn cái gì đó thì chúng ta sửa lại cho nó trở lại cái phần chánh, nó không còn lọt qua cái phần mà tà phần sai nữa. Thân thì không sát sanh đạo tặc tà dâm, còn khẩu thì không có lưỡng thiệt ý ngôn ác khẩu dòng ngữ, còn ý thì nó không có tham lam sân nộ mê si. Thì tu là làm sao mà để trừ tam nghiệp, không dính vào thập ác. Tại vì tam nghiệp và thập ác đó, nó sẽ dẫn mình đi luân hồi quý vị. Cái nghiệp hỏi từ đâu, cái nghiệp là từ nơi chỗ đó mà ra, không đâu mà ra hết. Thì cái thân chúng ta có gì, cái thân chúng ta là nói chung là nó thân tâm đó, nó kiêm cả xác thân và linh hồn đó, thì nó tạo ra 10 điều ác. Mà cũng là cái thân này nè, nó kiêm cả xác thân và linh hồn đó, nó cũng sẽ tạo ra được 10 điều lành. Mà nghiệp á thì nó không có chạy đâu khỏi ngay chân chỗ mà xác thân và linh hồn mình hết. Mà phước á thì nó không chạy ở đâu xa, nó cũng ngay chân chỗ xác thân và linh hồn mình đó. Tội cũng từ nhân chỗ mà sát thân linh hồn này làm ra, mà phước thì cũng từ nơi chỗ sát thân và linh hồn này mà tạo được. Cho nên là về phần cúng lại là phần sự, nhưng mà trên phần thực hành đó, trở về lý đó, phải tu tập, phải trau trau luyện, phải trau sữa. Tức là bên cạnh mà mình là thầy nói gán cần chiên, niệm Phật, làm lành, thường trau dồi chí hướng cao thanh, cho khỏi thẹn con lành Phật giáo. Mình phải 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 chuyên cần, mình phải hành đạo, gắn cần chuyên mà hành đạo gì, niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật để chúng ta tập thành theo cái công hạnh của Phật, và bên cạnh đó niệm Phật để mình diệt cái vọng, rồi mình niệm Phật để mình học đòi theo cái gương hạnh của Phật, và mình diệt cái tâm mà lăng xăng của mình. Niệm Phật để một nữa là mình gieo duyên cùng với Phật đó, rồi gắn thằng chi niệm Phật, rồi làm lành. Cái gì làm lành là làm hết cái gì từ thiện, thầy nói đó, làm hết tất cả các việc từ thiện, việc nào lợi ích cho chúng sanh thì mình cứ làm. Bắt cầu bồi lộ, cho nước cho cơm cho cháo gì đó, hỗ trợ người bệnh, rồi bắt cầu xây đường gì đó. Nói chung là tất cả các việc từ thiện, nếu mà việc gì nó có hữu ích thì mình cứ làm. Thầy nói trong một nước dân tài hữu dụng mà, kẻ tu hành thì đa phước thì nên, cái việc gì mình làm phước được thì mình cứ việc làm. Việc nhà quý bạn đã xong, hiệp nhau làm phước khỏi lòng hiền nhân. Cái phần mà tu nhân á là dành trả thức ăn là chánh nhân, nhưng mà nếu mà không có thập thiện trợ hạnh á thì con đường trả nợ thức ăn nó khó, tại vì nó là phần trợ, mà phần trợ là không thể nào thiếu. Phần chánh mà không có phần trợ là không thể nào mà đạt cái kết quả được. Cho nên là những cái chỗ mà cúng lại thầy nói đó, sự lễ bái là điều phụ thuộc, là món trợ đạo để nhắc nhở cho các trò nhớ phần sự mà làm.
Tuy là phần cúng là phần trợ nhưng mà phải có, thiếu phần cúng là không được. Trả nợ tứ ăn là phần chánh, nhưng mà không có thập thiện thì không thể nào mà trả được tứ ăn. Cho nên là cái phần mà muốn cho cái sự lễ bái mà đền trả được tứ đại trong ăn thì trong cái lý thuyết đó đó phải kèm qua cái thực hành, phải tu tập, phải chao luyện, phải phải bỏ tất cả những cái ác mà hướng về tất cả cái lành, để chúng ta mới có thể cái đường hướng để chúng ta đi được nó trọn lành hơn. Tại phần phần cúng là đối với cái phần mà nguyện với Đức Phật đó, tức là có cảm với Phật ngài thì sẽ ngài sẽ ứng cho, tức là cảm thì phải có ứng. Nhưng mà trên cái phần mà cảm ứng đó thì nó có cái rõ ràng và có cái không rõ ràng. Ví dụ như mình nguyện với Phật xong thì Phật gia hộ đó, nhưng mà có cái thì Phật gia hộ cho mình biết là có Phật gia hộ, nhưng mà có cái thì mình nguyện đó thì Phật gia hộ rất âm thầm. Ví dụ như mình nguyện xong nhưng mà mình không thấy gì hết, nhưng mà trong cái lúc mà mình đang gặp hoàn cảnh gì đặc biệt đó thì tự nhiên cái đầu có một cái điều may mắn tới cho mình, cái đầu mình tránh được cái tai nạn đó. Ví dụ như có một cái câu chuyện này thì chị của Đệ Tú ở lúc trước thì đi làm ở bên Trung Quốc á, thì có một tai nạn, tức là chỉ làm bên bển xong cái chỉ về Việt Nam á, như một là giấy tờ nó không hợp lệ á, rồi thêm cái rắc rối về cái này mà như là hộ chiếu visa rồi đó, nó cũng khó khăn lắm, cho nên là bị công an mới nói là giữ lại. Thì hầu như là về là nhớ nhà quá về, cho nên là rất là mong mỏi muốn về, nhưng mà cuối cùng lại là về không được. Thì chỉ hướng tới Đức Địa Địa Tạng Vương Bồ Tát, chỉ nguyện chỉ niệm Nam Mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, chỉ nguyện là cứu độ cho chị, cho khỏi khỏi cái tai nạn này, chỉ nguyện liên tục vậy đó. Thì trong khi đó là thay vì chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hay niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hay niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, mà lúc đó chị không biết sao chị tự động chị nhớ là Địa Tạng Vương Bồ Tát, cho nên là chị niệm danh hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thì sau khi mà chị vừa nguyện xong đó thì không có bao lâu thì có một người bạn của chị cũng làm chung ở bên đó đó, cái người này cũng người Trung Quốc, thì người đó lại bảo lãnh chị, không bảo lãnh chị cho được chỉ được về Việt Nam. Thì cái đó là một là cảm minh ứng minh đó, tức là sự không cảm hiển ứng hiển, tức là sự cảm rất là rõ ràng và sự ứng cũng rất là rõ ràng, tức là nguyện Đức Địa Tạng Vương cứu khổ, thì nguyện xong thì có người lại cứu, đó là cảm hiển ứng hiển đó. Mình cảm rất là rõ ràng, nhưng mà sự cứu độ của ngài Địa Tạng Vương thì cũng rất là rõ ràng, đó là cảm hiển ứng hiển. Còn cảm hiển cảm cảm minh ứng minh đó, tức là cả minh ở đây không phải minh là sáng, mà nghĩa minh đây là tối, tức là mình nguyện âm thầm, tức là cảm minh, tức là mình giống như là mình đi đánh cá hay là mình đi tàu ra biển gì đi, mình nguyện Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn cho chúng con, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cho con đi được bình an vô sự, khi đi được mạnh lành, khi về được an ổn. Thì khi mà tàu ra ngoài biển đó thì tất cả những tàu khác đều bị sóng gió lật hết trơn, nhưng mà trong khi đó là chiếc tàu của cái ông này là đi đi rồi về,
cũng bị sóng gió nữa nhưng mà không ai bị ảnh hưởng gì hết. Thì đó là cảm cảm minh ứng minh, tức là sự cảm nó âm thầm, nhưng mà sự cứu độ của Quan Thế Âm Bồ Tát cũng rất là âm thầm. Nói gì quý vị, thì trong cái sự mà cúng lại của người cư sĩ tại gia đó, thì hai thầy công phu lễ bái thì nó không thể nào thiếu. Đó là cái phần mà chợ phần cái phần đó là thầy nói là phần chợ đạo, thì nhắc nhở các trò nhớ phận sự mà làm, thì nhớ phận sự mình làm gì. Thầy nói bổn phận của con người cần phải làm gì trong kiếp sống và gắng tìm kiếm chân tánh của mình, thiệt hành theo giáo lý của ngài thì ngài sẽ hết lòng ủng hộ và dìu dắt dạy. Thì cho nên là mình nhớ bổn phận mình làm trong kiếp sống này. Một á là mình tu tập, mình định giả tứ ăn, đó là cơ bản cái điều thứ nhất. Và điều thứ hai nữa thì mình phải cố gắng làm sao để thúc liễm thân tâm tu tập, mình chọn một cái pháp môn phù hợp với cái căn cơ của mình để mình dốc lòng một kiếp này để mình tu tập, để mình hầu cầu giải thoát. Thì bổn phận của mình là đối với tổ tiên ông bà, bổn phận của mình đối với thầy tổ, và bổn phận của mình phải làm sao cứu ở chúng sanh.